Chào một ngày mới nữa. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ làm cho gia đình mình một món đậu hũ tươi mình chiên, và sẽ là đổi một chút xíu khác đi là mình sẽ làm nghệ nghệ và cà ri. Đậu hũ mình xắt ra miếng vừa ăn, để vô chảo rồi gãi bột nghệ lên trước, và tiếp theo là bột cà ri. Bởi vì trong nghệ và cà ri này nó cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta, cho nên mình sẽ gãi mỗi cái một chút, mình sẽ đổi hương vị của đậu hũ chiên muối của mình ngày hôm nay. Và đây là hạt nêm, mình sẽ gắt một ít hạt nêm lên, vì nếu mình muốn ăn cho nó hơi cứng hơn, mặn hơn thì mình rất nhiều, nhưng mà gia đình mình thì ăn vừa thôi, mình làm cho nó vừa miếng ăn chứ mình không có làm quá mặn. Còn ai thích mặn thì gãi hơi nhiều một chút. Và mình sẽ chuẩn bị nửa củ tỏi. Tỏi này mình sắt sẵn, mình đợi khi đậu hũ nó vàng lên rồi chúng ta hãy rải vô. Vì khi mình rải sớm tỏi nó sẽ vàng trước hơn đậu hũ, nó bị khét. Nên mình canh là đậu hũ nó gần vàng với mình hãy rải tỏi lên, tăng hương vị thêm của đậu hũ mình chiên. Xào trở bề nha. Cái loại này mình sẽ chiên giòn. Mình sẽ chiên như nó vàng và nó giòn lên, vậy mình ăn ít có ngán hơn. Rồi khi chúng ta trở bề lại rồi mình có thể để tỏi lên, tại vì nó vàng một bề rồi, một bề này mình chỉ đợi cho nó vàng thêm nữa thôi, mình sẽ để tỏi. Và đây là hành, mình sẽ xắt gốc hành nha. Và hành tăng hương vị. Mình sẽ rải cho nó đều ra. Vậy thì khi mà đậu hũ nó vàng rồi cái tỏi với hành nó cũng vàng theo thì rất là vừa. Còn mình để sớm quá thì nó sẽ bị khét tỏi với hành. Mình chỉ đợi cho nó vàng xong một bề xong, còn mình trở bề trở lại thì mình đợi cho nó vàng nữa, tiếp theo nó rất là giòn. Và tỏi thì nó cũng vừa vàng theo. Vậy thì nó rất là ngon. Nó đã bắt đầu vàng lên. Mình sẽ trở bề một ít nữa, một mớ nó chưa kịp vàng. Mình trở lên chút xíu nữa. Còn đây là cái khoảng nó đang vàng. Có thể vàng trước thì mình lấy ra trước cũng được. Cái nào nó vàng trước mình sẽ lấy ra. Để nhiều lâu nó khét cũng không ngon. Nó vừa vàng là ngon. Ồ, nó vàng nhìn thấy rất là ngon. Đây là một món đậu hũ tươi mình chiên để ăn cơm hàng ngày. Rất là đơn giản nhưng hấp dẫn hơn. Đậu hũ mỗi ngày mình đều chế biến các món lạ khác nhau để mình duy trì cái khẩu vị của mình cho nó lâu dài. Và ăn hoài nó không có bị ngán. Mình làm có một kiểu một hoài thì mình sẽ bị ngán, cho nên mình sẽ chế biến nhiều kiểu khác nhau nha. Để kích thích cái khẩu vị. Đậu hũ thì có người thì ăn được hoài, có người thì họ ăn hoài họ chê ngán. Cho nên lý do mình hướng dẫn mọi người làm để mà
cùng thưởng thức là mỗi ngày mình đều chế biến nó khác, không có giống nhau, để mình duy trì cái khẩu vị lâu dài. Mình cũng khuyến khích mọi người là nên ăn chay. Ăn chay ở trong đậu hũ có rất là nhiều dinh dưỡng, có chất đạm, cũng không có thua thịt cá gì cả, rất là bổ dưỡng và an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Vậy mình khuyến cáo mọi người cũng nên ăn chay. Nếu thỉnh thoảng thịt cá mình nó có bị mắc quá, nó cứ lên giá, nó đắt tiền quá thì mình chuyển ra, mình đổi hướng, mình mua đậu hũ mình ăn. Rất là tốt, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiết kiệm được tiền, vừa thể hiện được lòng nhân ái. Nói chung là tốt mọi mặt, cho nên mình khuyến khích mọi người nên ăn chay. Đó là giải pháp tốt nhất cho đời sống của chúng ta. Rồi, nó đã đủ vàng, mình sẽ lấy ra. Tỏi và hành nó cũng vàng vừa đều với đậu hũ, rất là vừa. Đây là món chay đơn giản thuần khiết mà rất là ngon. Nghệ và cà ri thì nó cũng tốt cho sức khỏe của mình. Và ăn thỉnh thoảng mình sẽ cũng trị được nhiều bệnh thông thường. Cà ri và nghệ tốt cho tiêu hóa. Cho nên mình rải hai cái này vô thì nó cũng rất là ngon nha mọi người. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Một món đậu hũ chay đơn thuần nhưng mà đầy đủ dinh dưỡng cho một ngày mới tốt lành. Chúc mọi người an lành hạnh phúc. Nguyện cầu cho thế giới được bình an, hòa bình thế giới. Dịch bệnh qua đi, chúng sanh bỏ ác theo thiện, phát tâm bồ đề, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật.